Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Lý Hiện sinh ngày 19 tháng 10 năm 1991 tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hiện tại, Lý Hiện có chiều cao 1m85. Anh được xem là diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và chính thức gia nhập làng giải trí năm 2011 với tác phẩm Đầu tay, Vạn tiễn xuyên tâm của đạo diễn Vương Cạnh. Anh từng được nhận một đề cử trong liên hoan phim Bắc Kinh lần thứ 3 nhờ bộ phim này. Lý Hiện sinh ra ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Khi học lớp 2, cân nặng của anh đã lên tới 80kg. Sau đó, khi lên tới trung học, cân nặng của anh mới bắt đầu giảm xuống. Anh học tại trường trung học Kinh Châu. Vì lần thi đại học đầu tiên không có kết quả như mong muốn, nên đến lần thi thứ 2 vào năm 2010, Lý Hiện đã thành công vượt qua và ghi danh vào khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Lý Hiện là diễn viên trẻ nhưng thực lực lại rất đáng gờm. Lý Hiện từng được trang Douban, một trang mạng đánh giá phim ảnh và sách báo hàng đầu Trung Quốc, bình chọn vị trí thứ 8 trong top 20 diễn viên Hoa ngữ xuất sắc nhất trong 3 năm từ 2015 đến 2017. Lý Hiện cũng được trang Sina xếp vào danh sách những diễn viên nam trẻ nổi bật trong năm 2017. Năm 2011, Lý Hiện vào vai Tiểu Bảo trong Vạn tiễn xuyên tâm. Đây là tác phẩm đầu tiên của anh chính thức bước vào làng giải trí. Năm 2012, Lý Hiện đảm nhận vai Đại Vĩ trong phim Tình đầu chưa chọn, đóng cùng với Trương Hàm Vận. Vào năm 2013, bộ phim Vạn tiễn xuyên tâm lọt top đề cử trong liên hoan phim Bắc Kinh lần thứ 3. Vào tháng 6 cùng năm, Lý Hiện xuất hiện trong MV Tình đầu chưa chọn cùng với Trương Hàm Vận và Tào Hiên Tân. Tháng 7, bộ phim Tình đầu chưa chọn chính thức được phát sóng. Cũng trong năm 2013, Lý Hiện vào vai Phương Chí Bân trong phim hài Chú Rể Tốt Trung Quốc, đóng cùng với An Chí Kiệt và Chu Vi Đồng. Cũng trong năm này, Lý Hiện vào vai Lâm Hiểu Phong trong bộ phim có tên 12 năm. Cuối năm 2013, vào tháng 12, anh đảm nhận vai Đảm Cương trong bộ phim Tỏ Bày. Năm 2014, Lý Hiện đảm nhận vai nhân viên bảo hiểm A Lượng trong bộ phim Thế Kỷ Kỳ Diệu. Năm 2015, Lý Hiện vào vai Tạ Huấn cùng tham gia diễn xuất với Trần Hiểu, Đỗ Thiên Hạo và Lưu Nhuế Lân trong bộ phim Anh Em Giường Trên. Tháng 6 cùng năm, anh tham gia buổi họp báo ra mắt bộ phim Anh Em Giường Trên và tham gia thảm đỏ của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Tháng 12 cùng năm xuất hiện trong MV Tôi là Giang Tiểu Bạch. Năm 2016, Lý Hiện vào vai Vu Bán San trong bộ phim điện ảnh Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Phim có sự tham gia của Angela Baby, Tỉnh Bạch Nhiên và Bạch Vũ. Cùng năm vào vai đội trưởng cảnh sát Lâm Đào, đóng chung với Trương Nhật Quân và Tiêu Tuấn Diễm trong bộ phim Pháp Y Tần Minh. Năm 2017, Lý Hiện đảm nhận vai nam chính Quách Đắc Hữu trong phim Hà Thần. Cùng năm, anh vào vai tướng La Vinh Hoàn trong Kiến Quân Đại Nghiệp. Cũng trong năm 2017, Lý Hiện vào vai Thường Kiếm Hùng, đóng cùng với Bạch Bách Hà trong phim Nam Phương Hữu Kiều Mộc, bộ phim truyền hình đầu tiên thể hiện chủ đề máy bay không người lái. Tháng 2 2018, bộ phim Phiên Phiên Lãnh Thiếu Tiếu Gia Nhân, còn có tên khác là Tứ Thiên Kim của đạo diễn Kiều Lương phát sóng. Lý Hiện vào vai Đinh Tử Huy, một chàng trai hào phóng tốt bụng nhưng thiếu can đảm. Tháng 4 cùng năm, bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Hạ Chí Chưa Đến ra mắt khán giả, trong phim Lý Hiện vào vai bạn trai của Lập Hạ. Tháng 5 2018, bộ phim Phụ Nữ Tại Thượng Hải ra mắt khán giả, trong phim Lý Hiện vào vai Trần Hiểu Vĩ. Cùng năm, anh tham gia dự án phim Cá Mực Hầm Mật vào vai nam chính Hàn Thương Ngôn, nam thần trong giới thể thao điện tử, đóng cùng với nữ chính Dương Tử. Tháng 10, bộ phim điện ảnh Bí Ẩn Khi Tới ra mắt khán giả trong liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 23, trong phim anh vào vai Triệu Tiểu Long. Năm 2019, Lý Hiện cùng với Trần Lập Nông tham gia bộ phim điện ảnh Sơn Giang Hoa Nguyệt Dạ, dự kiến lên sóng năm 2020. Cùng năm, anh cùng với Trương Hàm Dư, Âu Hào, Đỗ Giang tham gia bộ phim điện ảnh Trung Quốc Cơ Trưởng. Đây là lần thứ hai Lý Hiện hợp tác cùng với đạo diễn Lưu Vĩ Cường sau bộ phim Kiến Quân Đại Nghiệp. Bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Tờ Tân Hoa Báo từng nhận xét Lý Hiện bây giờ là một diễn viên rất hot. Còn theo tờ Tân Khoái, từ vai diễn cảnh sát trưởng Lâm Đào trong Pháp Y Tần Minh đến Quách Khắc Hữu trong Hà Thần,
Lý Hiện hoàn toàn phù hợp với nhân vật có vẻ ngoài điển trai, một người đàn ông cứng rắn và quyết đoán. Mỗi tác phẩm của Lý Hiện đều có một phản hồi tốt. Bộ phim Cá Mực Hầm Mật chính thức ra mắt khán giả vào ngày 9 tháng 7 2019 với một cái tên mới, Thân Ái Nhiệt Ái. Phim lên sóng trên đài truyền hình Bắc Kinh, Đông Phương, Chiết Giang và trên trang mạng Ái Kỳ Nghệ, iQIYI. Phim phát sóng 2 tập mỗi ngày, riêng thứ 7 có một tập. Nếu bạn quan tâm đến Cá Mực Hầm Mật và cặp đôi nam nữ chính Lý Hiện và Dương Tử thì đừng bỏ qua bộ phim cực kỳ thú vị này nhé. Bạn đang xem video tại kênh của May, bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.